Kính chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh Kỹ thuật Cam Sành. Như trên màn hình các bạn có thể thấy, đây là cây cam sành vừa mới được trồng. Và đối với cái trường hợp này thì nhà vườn sẽ tiến hành là trồng bằng đất sình các bạn, tức là phát một cái lỗ xung quanh mô, rồi sau đó đổ sình vào và tiến hành là nhét cái cây vào. Và ở phần phía trên thì sẽ tiến hành là lấp đất khô. Nhưng hiện tại đang gặp cái vấn đề là sau khi trồng khoảng 2 đến 3 ngày thì gặp mưa liên tiếp luôn. Và ở thời điểm trước trồng thì nhà vườn sẽ không tiến hành là nhúng thuốc, những cái loại thuốc mà giúp cho cái cây của mình nó liền vết thương do khi bấn thì nó bị đứt rễ thì nhà vườn sẽ không tiến hành nhúng. Và đang gặp mưa thì cái ẩm độ mô nó rất là cao thì sẽ không có tưới được cái thuốc đó. Thì ở trường hợp này thì mình sẽ cho nhà vườn là sẽ tiến hành là phun các dòng thuốc lưu dẫn các bạn, những dòng thuốc lưu dẫn thông thường mà giúp cho nó hiệu quả mà mát cây thì mình sẽ cho nhà vườn xài thẳng cái hàng Metalaxy với Mancozeb, hai cái hiệu phối lại. Do ở thời điểm này mới trồng thì cái cây của mình nó vẫn còn đang bị sốc bộ rễ, tức là đứt rễ đồng thời nắng này kia nữa, cho nên là khi phun thuốc thì các bạn cần lưu ý là phun các dòng thuốc mát thôi. Thì mình sẽ cho nhà vườn tiến hành là phun cái thằng Mancozeb cộng với Metalaxy lại. Một điểm đặc biệt là vườn này trồng trên nền đất cũ hết các bạn, tức là cái liếp cũ thì chỉ cần đốn cây thôi rồi sau đó là trồng lại xen kẽ so với cái mô cũ đó. Rồi sau khi tức là phun thuốc bệnh để cho nó có tác dụng là lưu dẫn cái đầu rễ các bạn, để lưu dẫn toàn bộ thân thì sẽ lưu dẫn xuống cái phần rễ của mình bị đứt do trong mưa nè. Với kết hợp với sình á, thì cái mô của mình ngay cái vị trí mà mình trồng á, nó sẽ ẩm liên tục luôn á. Mà nếu như ẩm liên tục vậy mà cái rễ của mình nó không có lành được á, thì nó thối da, nó sẽ ăn guồng vô cái lỗi cây, lỗi rễ, thì từ đó nó làm ruột rễ cho mình, thì cái cây của mình nó sẽ rất là lâu phục hồi. Do đó là phải tiến hành là phun lưu dẫn rễ đó. Sau đó thì cái mô của mình nó ráo ráo á, thì mình sẽ cho nhà vườn là tiến hành là tưới thuốc bệnh lại, tức là vẫn là Mancozeb cộng Metalaxy, giúp cho cái đầu rễ của mình nó được bảo vệ lại để nó không bị thối. Và đồng thời hai cái chất này khi mà các bạn tưới vào những cây mới trồng thì nó cũng có tác dụng là giúp cho liền da nhanh và kích thích ra rễ các bạn. Ví dụ đối với những cái vườn mà lớn, những vườn cam lớn hoặc là những vườn đang mang trái, nếu như cái rễ của mình bị thối thì các bạn cứ xử lý bằng Mancozeb Metalaxy kết hợp với trái cà thì cái rễ của mình nó vẫn ngưng thối ha, và nó liền da kích lại rễ mới luôn. Còn đối với trường hợp này là do cây mới trồng thì mình sẽ không cho nhà vườn là sử dụng trái cà, chỉ cần Mancozeb với Metalaxy là rất là đủ rồi, rất là phù hợp rồi. Đó, rồi sau khi tiến hành là tưới thuốc bệnh thì đối với cái này thì sau khi trồng khoảng 7 ngày mình sẽ cho nhà vườn là tiến hành là kích rễ các bạn. Kích rễ giúp cho cái rễ mới ra. Thì theo quy trình của mình thì khoảng 50 ngày là sẽ tiến hành là phủi để lấy cơ đầu tiên được rồi. Đó, cái lần tưới đầu tiên sau khi trồng khoảng 7 ngày là kích rễ, lần thứ hai vẫn là kích rễ ha, lần thứ ba là khoảng 21 ngày, tức là 3 tuần sau trồng, lúc đó mình sẽ cộng phân bón vào, mình kèm phân bón vào để giúp cho cái mầm ngay chỗ này nè, nó sẽ u nó bật ra các bạn, nó nhanh u mầm bật mầm ra. Đó, còn bộ gốc bộ rễ này thì do ở thời điểm này giá cam rẻ cho nên là cái cam giống cũng rẻ, cái này là 6.000, cây này 6.000, bộ gốc rất là đẹp ha, giá nó rẻ bằng phân nửa so với hồi năm rồi luôn, giá cây giống. Đó, giờ còn kích rễ thì các bạn nên nhớ ưu tiên là sử dụng các dòng hữu cơ sinh học thôi, đừng nên đi phân hóa học quá sớm, tại vì khi mới trồng mà các bạn gấp muốn cho cái cây mình nó nhanh ra đọt mà các bạn đi phân hóa học quá sớm thì cái đầu rễ của mình nó bị tổn thương. Tức là sau khi trồng khoảng 10 ngày nếu đi đúng quy trình là nhúng thuốc bệnh, tưới thuốc bệnh, phun các dòng kích thích trên lá và tưới kích rễ lần đầu tiên là khoảng 10 ngày, lúc đó cái rễ của mình nó đã nhú được một khúc nữa các bạn. Rồi sau đó các bạn gấp quá, các bạn muốn cho đi đọt nhanh các bạn sử dụng cái dòng phân hóa học gây ra nóng rễ. Nóng rễ thì cái rễ nó mới ra, cái đầu rễ nó còn non mà mình sử dụng phân hóa học, đồng thời kết hợp là do cái vết thương ngay cái những cái rễ bị đứt nó chưa có lành hẳn mà mình đi phân hóa học sớm thì cái cây nó sẽ bật mầm ra nhanh như các bạn. Nhưng mà các bạn tưới lần thứ hai, lần thứ ba lúc đó là cái cây nó sẽ sừng lại, do là cái lần đầu tiên mình tưới là cái rễ nó hút rồi, cây nó bật mầm thì cái mầm nó ra nhưng mà cái rễ nó bị hư rồi. Đây ví dụ rõ nhất là đối với trường hợp cây này đây,
À, các bạn thấy ha, khi mình bấn nè, cái đầu rễ này nó đã bị đứt nè. Thì cái vấn đề quan trọng á, là sau khi mà chúng ta trồng xuống á, thì các bạn phải làm thế nào cho cái đầu rễ này nó liền lại nè. Thì mình có tư vấn hồi nãy á, là các bạn nên xử lý thuốc bệnh, tức là nhúng thuốc bệnh trước khi trồng. Còn nếu như các bạn nào không có nhúng á, thì chúng ta phải tưới thuốc bệnh sau khi trồng. Còn đối với trường hợp mưa như thế này á, cái mô quá ướt nè thì không tưới được, thì bắt buộc là phải phun trên lá cho nó chảy xuống thân này nè, phun trên lá cho nó chảy xuống thân này, lưu dẫn xuống tới cái chùm rễ này thì nó cũng lưu dẫn tới đầu rễ, thì giúp cho cái này nó lành lại. Rồi sau khi cái này nó lành lại á, thì các bạn sẽ tiến hành là chúng ta tưới kích rễ để giúp cho những cái đầu rễ mới nó ra từ vị trí này nè và những cái vị trí xung quanh. Và đồng thời là trong mô á, thì nó luôn luôn có những cái rễ nó còn non và những cái rễ không bị đứt các bạn, thì khi mình tưới thì cũng giúp cho những cái rễ đó nó hút dinh dưỡng để nó nuôi cái thân. Nó sau khi kích rễ được 1, 2 hoặc 3 lần thì chúng ta sẽ tiến hành là đi phân bón. Trong đó nó gồm hữu cơ sinh học và cái là phân NPK để giúp cho cái mầm của mình nó nhanh bật lên. Đó, còn cái vấn đề mà xử lý thuốc bệnh á, thì các bạn có thể xử lý 1 hoặc 2 lần, nếu tốt nhất là 2 lần thì cái rễ của mình nó sẽ nhanh liền. Rồi, đó là một số chia sẻ ngắn về cái quá trình mà chúng ta cần làm gì nếu như mà cam mới trồng mà gặp tình trạng mưa rất là nhiều. Rồi, mọi thắc mắc thì các bạn có thể liên hệ mình qua số điện thoại để được hỗ trợ tư vấn kỹ thuật tận vườn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại ở các bạn ở những video tiếp theo. Số điện thoại mình có để ở phần mô tả. Rồi, chào tạm biệt.